Con mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự. Vì Chúa là Đấng trọn to, trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn to, trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phán nghịch lối cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dâng lòng Chúa cái và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Năm Mầu Nhiệm tháng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, tái xin cho được sông xưng đang làm con cái Chúa. Lạy Cha, con ở trên trời, con nguyện dân Cha ca sáng, Cha chỉ đến, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin tha tội con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người được. Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở trong con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người được. Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở trong con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở trong con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở trong con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở trong con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở trong con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở trong con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở trong con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở trong con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở trong con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana, ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Người.
Lạy Thượng con ở trên trời, xuống ngôi người danh gia ca sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin che cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và ta nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chứa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa ơi Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trăm giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa ơi Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trăm giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa ơi Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trăm giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa ơi Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trăm giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa ơi Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa ơi Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa ơi Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa ơi Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa ơi Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa ơi Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ ba thì ngắm đỡ Chúa Giêsu giao giảng nước trời và kêu gọi sám hối, ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận tin mừng. Lạy Cha con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con ta kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra sức cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời hộ xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời hộ xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời hộ xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ,
và Giêsu có lòng bà nguồn phúc là Thánh Mai ở đông nhà Chúa Trời con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, được ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phước là ơn mọi người nữa, và Giêsu có lòng bà nguồn phúc là Thánh Mai ở đông nhà Chúa Trời con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, được ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước là ơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà hồn phúc là Thánh Mai ở đức mẹ Chúa Trời con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, được ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước là ơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà hồn phúc là Thánh Mai ở đức mẹ Chúa Trời con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, được ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước là ơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà hồn phúc là Thánh Mai ở đức mẹ Chúa Trời con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, được ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước là ơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà hồn phúc là Thánh Mai ở đức mẹ Chúa Trời con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, được ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước là ơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà hồn phúc là Thánh Mai ở đức mẹ Chúa Trời con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng giản Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần lên lòng Chúa thương xót hơn. Chúng con này ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng ngang vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và được nhờ kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống xưa đây mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì đây chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công việc vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi Chúa có
con no buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc để tội cho xứng. Amen. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay Chủ nhật thứ ba của mùa vọng, chúng ta đốt thêm cây nến thứ ba màu hồng. Lạy Chúa, chúng con khẩn khoản này xin Chúa nghe lời chúng con cầu nguyện và xin soi sáng tâm trí mờ tối chúng con bằng ân sủng thiêng liêng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Ta ở cùng Cha. Quý ông bà và anh chị em, trong suốt hai tuần lễ vừa qua, chúng ta bước vào tuần thứ ba. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy mừng vui lên vì Thiên Chúa sẽ giáng trần. Thiên Chúa giáng trần trong lòng mỗi người chúng ta, trong gia đình, trong giáo xứ chúng ta. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì ân sủng mà Ngài đã ban. Chính Thiên Chúa Cha đã ban Chúa Con để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta cảm tạ hồng ân ấy. Chúng ta mừng vui lên để đón nhận sự thật. Chúng ta mừng vui lên để đón nhận ân sủng của sự hòa bình, của sự bình an. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy cùng ăn năn thống hối xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để chúng ta cùng xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, lỗi tại tôi mọi lần, vì
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi Chúa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng cứu thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng sinh cao cả, để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Vui lên nào hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Liban, vẽ rực rỡ của núi Carmen và đồng bằng Saron. Thiên hà sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bùn rủn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên đừng sợ. Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phục. Ngày Thiên Chúa thưởng công phạt tội, chính Người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Những người được Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Sion giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa. Lạy Chúa, xin đến cứu chúng con.
Lạy Chúa, xin đến cứu chúng con. Chúa là đấng giữ lòng chúng tin mãi muôn đời. Sự công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Lạy Chúa, xin đến cứu chúng con. Chúa giải phóng những ai tù tội. Chúa mở mắt cho kẻ cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên. Chúa yêu chuộng những người còn chết. Lạy Chúa, người nâng đỡ cô nhi qua phù, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở. Xion hỡi Chúa trời người hiến trị ngàn đời. Lạy Chúa, xin đến cứu chúng con. Bài trích thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá. Họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới. Thưa anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau để khỏi bị xét xử. Kìa vị thẩm phán đang đứng ngoài cửa. Thưa anh em, về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa. Đó là lời Chúa. Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.
đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Khi vui, non nước cùng vui, khi buồn sáo thổi kèn đôi cũng buồn. Vâng, quý ông bà và anh chị em, cuộc đời của chúng ta như một tấm gương, mỉm cười với nó sẽ mỉm cười lại, gắt gỏng với nó sẽ hung bạo. Đó là những trải nghiệm trong cuộc sống mà chúng ta thường thấy nơi gia đình, nơi cộng đoàn, nơi chúng ta làm việc. Và chúng ta cũng đang đứng trước những thách đố lớn. Cuộc sống xã hội của chúng ta, qua những tin tức chúng ta nghe được, đại đa số cũng là những tin giật gân, những tin buồn. Qua những phương tiện truyền thông của xã hội, báo chí, truyền thanh, truyền hình, đầy rẫy những tin buồn thất thiệt, có những tin dối trá làm cho chúng ta buồn. Tin buồn của sự phản bội, xâu xé lẫn nhau trong gia đình, nơi chúng ta làm việc. Tin buồn của sự buông xuôi của những người trong gia đình, hạnh phúc của hôn nhân, tin buồn của những bậc cha mẹ lớn tuổi buông xuôi, bỏ cuộc vì con cái không còn tin tưởng nơi Thiên Chúa, nơi đạo nữa. Tin buồn của biết bao những sự đói khổ, nay đây mai đó, thiên tai lụt lội. Tin buồn của chiến tranh, của sự chết chóc. Vâng, trong mùa vọng này, chúng ta được mời gọi để tìm sự lắng động không ngừng, để kiểm soát lại cuộc sống của chúng ta, của gia đình, của cộng đoàn chúng ta,
để chúng ta có thể lắng nghe được lời Chúa rõ ràng hơn. Vâng, chúng ta cũng phải là những người loan báo tin mừng để đem lại niềm vui cho gia đình, cho cộng đoàn, cho xã hội ngày hôm nay. Giữa một xã hội chỉ có những tin buồn của sự thất vọng, chúng ta sẽ loan báo tin mừng của sự hân hoan, của phó thác. Giữa một xã hội chỉ có những tin buồn của sự dối trá, lường gạt, chúng ta phải loan báo tin mừng của lòng chân thật, của sự vị tha. Giữa một xã hội chỉ loan báo tin mừng của sự ích kỷ nhỏ nhen, chúng ta loan báo tin mừng của sự quảng đại, yêu thương, tha thứ và thông cảm. Nếu chúng ta chỉ biết sống theo tinh, nếu chúng ta biết sống theo tinh thần trên đây, chúng ta sẽ thấy đời mình có ý nghĩa và có thể gieo rắc những hạt giống niềm vui chung quanh chúng ta, nơi gia đình, nơi cộng đoàn, trên khắp các nẻo đường đời. Thánh Gioan Tẩy Giả, trong tin mừng mà chúng ta nghe ngày hôm nay, là kẻ dọn đường cho Chúa. Nhưng Thánh Gioan, nhưng Thánh Sử Gioan lại nói về Thánh Gioan Tẩy Giả là người làm chứng cho ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta thấy khi làm chứng, Gioan Tẩy Giả đã không màng những tiếng khen, không tìm vinh quang riêng cho mình. Đang khi nhiều người chúng ta mang danh là làm chứng cho Thiên Chúa, nhưng thực tế chúng ta đang làm chứng cho chính mình, để mình được ngợi khen, được vinh dự, hầu có quyền lực, có tiền bạc, có địa vị. Vâng, điều quan trọng nhất của người làm chứng có lẽ là phải nói lên sự thật. Sự thật ấy ở đâu? Vâng, làm thế nào chúng ta có thể giống như Gioan Tẩy Giả? Chúng ta biết rằng trong những ngày vừa qua, Đức Giám Mục Michael Burbidge đã có một tuyên bố về việc Hạ Nghị Viện thông qua đạo luật tôn trọng hôn nhân. Một cái tên nghe rất là bắt tai, nhưng đây là một cái tên để đặt ra để đưa chúng ta đến những sai trái của tương lai, của sự sống con người. Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 258-169 để thông qua dự luật gọi là đạo luật tôn trọng hôn nhân, Respect for Marriage Act. Vâng, đạo luật này tạo ra để luật liên bang sẽ cố gắng xác định lại hôn nhân bao gồm cả các cặp đồng tính. Chúng ta tin rằng Đức Giám Mục Michael Burbidge nói rằng chúng ta tin rằng tất cả mọi người đều có phẩm giá vốn do Thượng Đế ban tặng và xứng đáng với tình yêu và sự tôn trọng của chúng ta. Niềm tin đó gắn bó chặt chẽ với sự hiểu biết một nền tảng rằng hôn nhân với tư cách là sự kết hợp trọn đời, độc quyền của một người nam và một người nữ, do chính Thượng Đế ban cho và không thể định nghĩa lại. Niềm tin sâu sắc này cũng được tin tưởng bởi hàng triệu người có thiện chí và chân thành. Cả những người có đức tin và những người không có đức tin trên khắp thế giới. Mặc dù đạo luật này được đặt tên là đạo luật tôn trọng hôn nhân, nhưng trên thực tế, nó cho thấy sự
thiếu tôn trọng nghiêm trọng đối với thể chế hôn nhân được ghi trong luật tự nhiên. Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là một thể chế được hiểu trong suốt lịch sử như là một khối xây dựng nền tảng của xã hội. Vâng, Đức Cha Burbet kêu gọi những người có đức tin và những người có thiện chí, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện rằng hôn nhân như ý định của Đấng Tạo Hóa sẽ tiếp tục được tôn vinh và ủng hộ trên khắp đất nước chúng ta. Vâng, quý ông bà và anh chị em, đây là mở lời mời gọi của vị cha chung trong giáo phận chúng ta. Ngài chỉ mời gọi chúng ta tiếp tục cầu nguyện để cho đời sống hôn nhân không bị phá hủy bởi một đạo luật có thể nói rằng với cái tên chúng ta nói theo kiểu Việt Nam là đánh lận con đen. Một đạo luật có thể đưa đến một xã hội sẽ đi đến sự chết. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta sẽ phải cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa cho giới trẻ ngày hôm nay. Vì nếu chúng ta không làm được điều đó, cầu nguyện cho giới trẻ, các gia đình trẻ ngày hôm nay, thì ai sẽ cầu nguyện cho họ? Cầu nguyện cho giới trẻ ngày hôm nay biết xác định cái lá phiếu của mình để chúng ta không có những cái khó khăn, những cái rủi ro có thể xảy ra trong tương lai, nơi chính gia đình của chúng ta, của tương lai gia đình chúng ta. Vâng, cầu nguyện chỉ mong để có sự thay đổi, sự thay lòng đổi dạ của những người đã làm những điều sai trái. Cầu nguyện để chính Thiên Chúa sẽ tiếp tục soi sáng cho họ vì những lỗi lầm, những sai trái mà họ đã có thể nói rằng cách này hay cách khác, không nhìn thấy rõ vấn đề, để rồi trong đó có những sự lạm dụng từ ngữ, lạm dụng để hướng dẫn thế giới ngày hôm nay đi đến sự chết. Có lẽ chúng ta, mỗi người cũng cần cầu nguyện một cách rất đơn sơ, rất nhỏ bé. Có lời cầu nguyện chúng con đã có lần đọc qua được. Chúng con xin chia sẻ với quý ông bà và anh chị em. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế người là tất cả của tôi, người đây chính là Thiên Chúa. Chỉ mong ý muốn của trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi cảm thấy người ở mọi nơi, đến như người trong mọi sự và dâng người tình yêu trong mọi lúc. Chỉ mong tôi chẳng là còn gì, nhờ thế không bao giờ muốn tránh gặp người. Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của người và thực hiện ý người trong suốt cả đời tôi. Amen.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa thật với Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, sống lại như lời Thánh Kinh. Người thánh trời hứa lên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ phải đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, Đức Kitô, Con Thiên Chúa đã đến trần gian để đổ đầy tâm hồn chúng ta ân sủng và niềm vui cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta vui mừng tạ ơn Người và tha thiết dâng lời nguyện xin. Anh em hãy bền tâm vững chí, vì ngày Chúa Quang Lâm đã gần tới. Xin cho những ai đang sống đời thánh hiến nỗ lực thực thi ba lời khuyên phúc âm, hầu tỏa sáng vẻ đẹp thánh thiện của Chúa và làm chứng cho giá trị cao quý của nước trời giữa thế giới đang chạy theo vẻ đẹp phù phiếm hôm nay. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Con người đang tàn phá thiên nhiên và khai thác cạn kiệt tài nguyên mà không nghĩ đến thế hệ tương lai. Xin cho mọi người biết lắng động tâm hồn để nhận ra lòng tham vô đáy của mình, biết trăn trở trước tình trạng thay đổi khí hậu và ô nhiễm môi sinh, mà tích cực dấn thân bảo vệ môi trường sống cho mình và con cháu. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Người mù xem thấy, kẻ què bước đi. Xin cho những người đang gặp thử thách trong đức tin và khó khăn trong cuộc sống biết cậy trông vào Chúa, hầu vượt qua những khó khăn và tìm được bình an. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thiên Chúa của anh em đây rồi, chính Người sẽ đến cứu độ anh em. Xin cho mọi người chúng ta biết mở rộng tâm hồn đón tiếp Chúa, để khi có Chúa nơi tâm hồn mình, chúng ta biết yêu thương và làm những điều thiện, qua đó tỏ sáng vẻ đẹp thánh thiện của Chúa nơi đời sống chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây, với ít giây thinh lặng,
Chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện thầm kín của mỗi cá nhân, gia đình và giáo xứ. Đặc biệt xin Chúa ban ơn và nâng đỡ đức tin cho mọi chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin thương đưa chúng con vào tương giao tình yêu thắm thiết với con Chúa, để trong người sự sống của Chúa nuôi dưỡng linh hồn chúng con và thân xác chúng con cũng được tỏa rạng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu bên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Đức Kitô khi lập bí tích thánh thể là đem lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ đồng trinh đã kêu mang với tình yêu khôn tả. Thánh Gioan đã loan tin sắp đến
và chỉ cho thấy khi Người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi Người đến, sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng Người. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca, chúc tụng vinh quang Chúa rằng... Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và biến sơn Chúa sống lại cho đời khi Chúa. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Mikae chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa,
Thánh Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha hãy dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ở cả nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích thánh thể này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em. Amen.
thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Giật thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh Hiền Vinh Sáng Lang. Lạy giật thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh giật thánh Đức Bà Maria. Lạy ông thánh Giuse là bàn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy Đức Mẹ La Vang, nữ vương ban sự bình yên. Các thánh từ đạo Việt Nam. Lạy Chúa chúng con vì dấu thánh gia, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thank you.